Kính thưa quý vị khán giả theo dõi kênh tôi Quốc Yến Tào Đồng Vàng, và hôm nay chúng tôi có mặt tại huyện Đức Linh của tỉnh Bình Thuận. Xã Đức Linh huyện Bình Thuận, là tôi cũng quay nó cái dài của nó có khoảng tầm trên một cũng khoảng 1 km thôi, nó khoảng tầm cỡ khoảng 200 cây nhảy yến. Và đến nay chúng tôi sẽ kiểm tra căn nhà yến này. Căn nhà này thì chúng tôi đã có làm được đã bàn giao nhà cho ông chủ rồi. Khu vực này thì nó là thực sự là khó và rất khó, còn ở nó là siêu khó luôn nhé. Rất khó nha, không phải là không khó đâu, khó cực khó luôn. Và chúng tôi kiểm tra đây, căn nhà này thì tương đối là tốt nhưng mà không có dọn dẹp nhà cửa. Những cái chỗ này không cần thiết, không mang hết ra ngoài, cuối cùng là để nó cứ mùi. Và đây tổ đây, chim đang trưởng thành, đang đúc đầu vào nhau đây. Chim đang trưởng thành đây. Đây tổ này là không chịu lấy nên là đẻ hai lần với nhau. Tương đối là tốt nhưng mà phải dọn dẹp nhà cửa. Nhà ông chủ này không dọn dẹp, tổ đã lấy rồi này. Làm nhà chim không phải là tự có, tự đến, tự cho nhé. Có tổ rồi nhưng mà phải chăm sóc, phải dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, kiến rán ổn định về mọi mặt thì mới ổn định được nhé, mới có thu nhé. Cái chuyện dụ nó vào được thì nó cũng tự đi được, chuyện bình thường nhé quý vị. Ok rồi, tôi làm thì đây tường nó chỉ có 1m7 thôi. Đây, không có dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ gì cả, là len ben thế này thôi, là phải dọn dẹp hết. Đấy, ở ngoài này cũng có tổ luôn này. Ở đây là tường chẹt. Làm nhà chim thực sự cái nhà này nó cũng nhìn nó cũng chả, nó làm như ngầu mửa đấy. Quý vị thấy nó ngắn đoàn này, đấy, nó khí từ bên bảo cửa này đây. Thì nó có chim nhé, không có chim nhà này tốt lắm. Bác này thì trước là chủ lò gạch, sau đó thì bán lò gạch đi mua yến này, không quét dọn gì, màng nhện quá trời, can lồi đồ này, không dọn dẹp xuống. Rồi là dán này, dán là cái khe này. Chịt dán đi, quét dọn đi, này này đi, tổng, thật chưa mới đấy, không quét dọn đi là thua rồi.
đẹp này, cửa sạch sẽ đây, không không này không được rồi. Đây là tầng 2. Dọn đẹp nhà cửa thôi. Để em nó nó giảm này. Một chút là dán luôn thịt dán à, khi mà thịt dán thì quý vị lấy cái Fesola gói nhé, Fesola gói nhé, đừng lấy xin Fesola chai gói, mình một gói Fesola đấy thì mình sẽ pha với 5 lít nước và mình thịt đều ha, đừng pha đây cái chỗ này là bụi bặm, cái này là kiểu bụi màng nhện hay là quét dọn đi này. Ở trên đây thì quá tuyệt vời rồi. Tầng này tại sao nó tuyệt vời quý vị biết không? Tầng này nó tuyệt vời vì nó cao. Nó cao lắm, đây này, quý vị thấy không? Nó cao đến 2 mét mấy, gần 3 mét rồi. À, à, tổ này. Nó di tiếp với nhau này, để tôi quay phần cho quý vị coi. Là vì nó cao quý vị. Nó cao, nó thoáng nhà và nó khí nó ổn định, nó không bị dán đây này. Nó làm cái gì không thịt không rửa đi thì sao mà làm được. Rất nhiều kim nhá, thực sự quý vị cực kỳ nhiều nhá, quý vị thấy không? Tỏ này quẹt này, tổ này, nhà nào cũng lời lấy tổ luôn, không lấy tổ luôn, tổ này lấy rồi này, tổ này, đấy, tổ này, đấy. Tổ đây này, tổ này, tổ này, đấy. Tổ này, nhiều chim lạ. Đây, đặt cái gì này dán rất nhiều, phải ra phải xịt hẳn lên này, cái khe này là dán nhiều lắm này, tổ này, tổ to luôn này, tổ này, vào đi qua đây, rất nhiều tổ nha, tổ này, thưa quý vị như vậy, tương đối nhiều tổ.